Thôi bây giờ bạn giới thiệu về mình đi bạn trai. Dạ em xin tự giới thiệu là em tên Phạm Trung Hậu, năm nay em được 28 tuổi, em đến từ Bình Dương và hiện đang làm việc tại Bình Dương ạ. Hậu làm gì Hậu? Em làm cơ khí ạ. Ý tức là làm cụ thể là gì? Là bên chế tạo máy ạ. À chế tạo máy móc này kia đó hả? Dạ. Mời em gái giới thiệu. Dạ. Em xin chào chị Cát Tường và em chào anh Quyền Linh. Chào em. Và bạn trai kế bên ạ. Và cùng mọi người ở dưới khán đài ạ. Em tên là Võ Thị Bé ạ. Năm nay em 25 tuổi, quê ở Kiên Giang. Hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm bên kinh doanh online tự do ạ. Bán gì cơ? Em bán về thời trang với lại nước hoa chị. Hình như em đang sống với ai? Em đang sống với anh trai ạ. Sống với anh trai. Dạ. Những điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, hát với lại vui vẻ hòa đồng ạ. Còn điểm yếu của em là bạn bè em hay nhận xét em hay bị tự kỷ. Trời, bóp. Mình là làm việc còn buôn bán mà tự kỷ là sao? Không phải, do em có cái sở thích là hay đi xem phim một mình đó chị. Nhưng mà em thích thể loại kinh dị với lại phim ma. Trời đất ơi. Rồi coi ở nhà hay đi đâu rạp coi? Đi coi rạp đó chị. Đi coi rạp mà đi một mình. Dạ. Coi phim kinh dị, phim ma không? Dạ đúng rồi, sở thích của em. Trời đất ơi, cô này cũng lạ ghê. Vậy là một cô gái rất là cá tính đó nha. Chơi gì nữa không? Hoặc là buồn buồn em hay ngồi nói chuyện với chó à chị. Lạ nha. Nó có hiểu em không? Em nghĩ là hiểu cho nên nó cười quá trời mà. Ủa nó cười luôn, em thấy nó cười nó luôn hả? Nó giỡn đó chị. Em nói tiếng người hay nói tiếng khác? Dạ em nói tiếng người ạ. Nói chung em là một cô gái đã gây ấn tượng ngay từ đầu với bên đàn trai rồi đó. Dạ. Em có nói chuyện với gì không? Dạ em không có nói chuyện với lòng dạ. Em có cái điểm mạnh hay điểm yếu gì không bạn trai? Em có tính hơi kỹ chút, ham học hỏi, vui vẻ, hòa đồng, thẳng thắn, trung thực, biết quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho người mình yêu thương ạ. Nhiều dữ ha. Và siêng năng, chăm chỉ, cần cù. Hay quá vậy ta. Em thì không hút thuốc, không ăn chơi, không cá độ, không rượu chè, không lăng nhăng, đặc biệt em rất là trung tình ạ. Trời ơi, dữ vậy trời. Trời ơi, đâu mà thế giới còn sót lại có một người vậy nè. Thì em cũng đâu có gì tật xấu đâu đúng không? Dạ tật xấu em cũng không có à. Không có. Wow. Mình nói một chút xíu về tình trường đi, bạn gái. Dạ, em thì từng trải qua hai mối tình ạ. Mối tình đầu tiên của em là 1 năm rưỡi. Và em cũng vừa mới đi ăn đám cưới của bạn trai cũ 1 tháng trước. Còn một mối tình sau cùng thì cũng là 1 năm rưỡi luôn ạ. Lý do sao chia tay? Do người ta có, nói chung là bắt cá hay tay chị, quen người mới. Rồi em phát hiện ra rồi cái chia tay luôn. Dạ. Thế còn bạn trai? Thì em hồi đó em cũng có quen một cô gái ở Trà Vinh ạ. Hồi đó em có làm bên quảng cáo buôn bán mấy thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe. Cô gái đó đến hội trường, em cũng có để ý làm quen. Và em quen cũng được là 3-4 năm rồi. Lý do sao chia tay? Lúc đó là chưa chia tay đâu. Cái hồi nhỏ mà còn tính còn chưa vững chạc. Công việc cũng chưa được ổn định. Thì em cũng ngưng tiếp xúc với bên... bên cổ khoảng 1-2 năm sau cổ lấy chồng rồi, cổ cũng ly dị luôn rồi, có một đứa con. Cổ gặp lại không? Dạ không có. Lúc đó cổ chủ động nhắn tin cho em, em thì cũng muốn quay lại cô ấy, cho nên tiếp tục cuộc hành trình của em khoảng 2-3 năm nữa. Rồi cuối cùng em thấy cô ấy có một cái chút sự lừa dối ở trong đó, cho nên em quyết định không đi đến nữa. Nên em không biết đó là cái mối tình của em không nữa. Đó là mối tình với gì nữa? Em chưa được nắm tay, chưa được từng gì hết luôn ạ. Chưa được làm gì hết. Quen từ lúc ta chưa có chồng, tới lúc ta sinh con. Dạ. Rồi người ta bỏ chồng, người ta dẫn con, rồi quen nữa mà chưa nắm tay luôn. Dạ chưa. Ôi, vậy em có men không vậy? Em định hỏi rồi đấy. Em gặp cổ em nói chuyện gì? Thì nói chuyện cũng vu vơ chút. Vu vơ? Vu vơ, hỏi em khỏe, nay em làm như thế nào, ăn cơm như ra sao vậy á. Như rất là lâu, nhưng lý do tại sao không nắm tay, không có hôn gì chứ vậy? Tại lúc đó em quen cũng khoảng được 1 tháng, tại hội trường nó dọn đi á. Cho nên em không có ở đó tiếp xúc với cô ấy nhiều. Hello. Dạ chào chị Cát Tường ạ. Bạn gái bên này hỏi, nhờ chị hỏi giùm em một câu thôi, là em có men không? Dạ men ạ. Men sao làm gì một thời gian dài mắt nhờ ngoài mà không được nắm tay vậy ta? Tại em có chút khờ lắm ạ. Khờ nhưng mà thí dụ như là mình giống đực gặp giống cái, mình phải sát vô, mình tới không cái đó liền chứ. Mắt lịch sự, em không như vậy được. Em 28 tuổi hả? Dạ. Em trai hay em gái? Em con trai mà.
Giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Nói về nhược điểm của cô ấy, nhược điểm hay ưu điểm của cô ấy? Trời ơi, cái mẫu người lý tưởng của em á. Cái mẫu người lý tưởng của em hả? Nói về chiều cao thì cao khoảng 1m50 đến 1m65 là được. Rồi. Rồi ăn mặc thì đừng hở hang quá. Cũng đừng có cầu kỳ quá hả? Có vẻ thích truyền thống chút xíu dạ, không? Dạ truyền thống một chút, ăn mặc vừa vừa thôi à. Vừa thôi. Chứ đừng hiện đại quá, em thấy hiện đại giờ em thấy hại điện quá ha. Không phải, em thấy nó kỳ kỳ sao á. Kỳ kỳ ông ơi. Hiện đại ta đẹp chứ gì đâu kỳ. Không phải, em thấy nhiều cái quần áo á, cái thì thiếu quá trời luôn. Cái thì dư mô đen mà. Dư mà như cái mền vậy á. Còn cái mày mỏng mong manh luôn. Như cái dễ rách vậy hả? Không, nhìn xuyên thấu luôn. Trời ơi, thì đó, như dễ rách. Vậy em không thích hả? Em không thích hả? Dạ không, thấy nó sao sao á. Có khi nào em nhìn cô gái nào mà tự nhiên em thèm, em nuốt nước miếng không? Dạ cái đó thì có hả? Có luôn hả? Có, nhưng mà em thấy cái gì mà em thèm nuốt nước miếng? Em muốn cái gì? Thì nuốt nước miếng nhưng chứ không thèm quá nha. Thèm ăn thịt người ta chết. Dạ. Nhưng lý do sao nuốt nước miếng? căng à nuốt thì em thấy cô ấy xinh quá. Rồi sao nữa? Sao thèm? Dễ thương quá. Gợi cảm quá. Có xuyên thấu không mà gợi cảm? Không. Thật đó là hở hang quá đó. Vừa phải mới gợi cảm được. Thì em nhờ đúng cái hở hang mình mới chảy nước miếng. Mà em cấm giờ người yêu em hở hang là sao? Không, ở nhà được chứ ra ngoài đừng có hở quá. Sợ thằng khác nuốt nước miếng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ còn cái điều gì em không thích nhớ người bạn gái? Đừng có sống ảo quá hả? Sống ảo là sao? Ví dụ ăn một bữa ăn phải chụp hình rồi phải đăng lên, đi đâu đó nhà vệ sinh cũng cầm điện thoại chụp hình chứ không được xăm hình. Đừng có nhậm tóc. Trời ơi, có cái gì tùm lum vậy? Ông bao nhiêu tuổi nhưng ông cũng già vậy, cũng non vậy. Trời ơi, được rồi, để tôi nghiên cứu là sao cái mặt thì non choẹt hả ông ơi? Cái mặt nhìn coi như là sủ nhi. Em không phải sủ nhi chị. Ý là tôi nói nhìn cái tướng, cái mặt, nhưng mà ở bên trong nó già chát hà. Theo em, người con gái đạt mấy điểm thì là chuẩn đối với em? Khoảng 7-8 điểm là được. 7-8 điểm là về cái gì mà 7-8 điểm? Dáng. Giọng nói, tính cách, hiếu thảo, lịch sự lễ phép hay không hả? Sợ em gái. Bây giờ em nghe chàng trai dạ. nói em thấy mình được khoảng mấy điểm? Em tự nhận xét em có thể được 8 điểm thôi đó anh. Rồi, ngon lành luôn. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em nói với anh Linh luôn đi. Mẫu bạn trai của em thích một người ngoan, hiền và thật thà. Em thích một người... Ngoan, hiền và thật thà. Ngoan, kiếm chồng mà ngoan hả trời? Ngoan chi trời? Anh dạ. ngoan lắm đó, em thấy không? Nãy giờ nghe anh nói thì đó. Cũng thấy ảnh... Hơi bị ngoan đó. Dạ, gọn gàng, sạch sẽ là ok. Quá sạch. Được dạ, hết luôn á. Vậy được rồi đúng không? Dạ. Thì kiếm trai ngoan chi vậy? Em hơi cá tính một chút xíu cho nên em cần một người ngoan. Để về dạy người ta hả? Nhiều lúc thì em cũng có thể chỉ cho anh nhiều thứ mà anh chưa từng làm bao giờ. Anh không có hút thuốc uống rượu, không ăn chơi, không trai gái, không có cái gì bất cứ gì chân á. Nói chung là ngoan là số 1 rồi đó. Dạ không hút thuốc là ok. Thật thà. Rồi. Bé hậu. Dạ bé hả? Dạ. Dạ dạ bé hả? Bên này bé, tên bé. Dạ. Bên này tên Hậu, gọi là bé Hậu. Rồi. Nay em đi với ai nè? Em đi với anh trai và một người chị của em. Anh ruột hả? Anh ruột ạ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và tất cả mọi người trong trường quay ạ. Thì em là Hoàng Ninh, em là anh trai của bé. Bé rất là cá tính và rất là dứt khoát trong tình yêu. Còn về cái bạn nam á, thì em thấy là bạn hiền. Mới gặp có vài phút thôi nhưng mà em cũng chưa có dám nhận xét nhiều đâu. Em chỉ muốn nhắn nhở tới hai bạn một câu thôi. Có duyên gặp ở trên này rồi thì cứ cho nhau cơ hội, có phận hay không thì cứ đợi thời gian trả lời. Cảm ơn em. Hậu đi với ai Hậu? Dạ em đi với cậu mợ và bé con của cậu. À có cậu mợ ha. Em xin chào chương trình, chào anh chị Cát Tường và Quyền Linh. Dạ chào anh. Em là cậu của Tí Hậu. Nhà bên kia bé. Đây Tí. Ở nhà kêu nó Hậu đó. Tí hồi đó giờ nó kêu Tí Hậu. Nó em cũng hiền lành, từ nào giờ nó cũng không có bạn gái gì hết á. Cho nên nó nhiều ly, nó nói những cái câu đó ra hôn nó như ông già vậy chứ thật ra nó không phải vậy. Cái tính đó mà nghĩ nó như ông già chứ nó không phải ông già đâu. Nó còn trẻ mà. Dạ. Dạ. Thì có tính vậy đó, thôi hai bạn gặp nhau được thì tới luôn chứ. Tới luôn không cậu? Dạ. Nhưng mà cậu thấy cháu dâu tương lai vậy được không?
thấy thì được rồi đó. Nhưng mà đó là cậu chấm còn nó nữa. Cậu quyền chấm rồi đúng không? Của Tí Hậu. Nhiều khi cậu được con được sao? Rồi, quan trọng được hay không là do cháu nữa. Dạ. Cảm ơn dạ. Cậu. Mở màn nha, mạnh mẽ lên nha Hậu. Cố gắng lên nào. Tìm người yêu thôi. Mở rào. Rồi, mời hai bạn. Anh có bó hoa dạ, cảm ơn. Anh thấy chiều cao của em đủ tiêu chuẩn của anh chưa anh? Dạ đủ à. Dạ đủ. Em nhìn anh không nghĩ anh 28 tuổi luôn á. Nhìn anh trẻ quá. Anh cũng nghĩ vậy á. Trời ơi, tự tin dữ. Cảm nhận lần đầu tiên anh gặp em thì anh thấy như thế nào? Anh hiện trong lòng rất là hồi hộp. Nhiều khi nãy giờ em anh cũng run quá trời luôn. Em nhìn dễ thương, cũng hiền. Cô nó không có hiền đâu. Cô này không, có lắm. Chút một chút hiền, một chút dữ à. Anh thấy chấm cho em được mấy điểm rồi anh? Khoảng 7 điểm rưỡi rồi. Xạo quá. Dạ thiệt ạ. Thiệt không? Dạ thiệt. Em có 3 điều muốn hỏi anh. Em cứ anh hỏi. Có ăn cay được không? Ăn cay ăn được ạ. Anh có thích ăn hải sản không? Hải sản được luôn. À, vậy anh về chung đội với em được đó, quê em ở dưới biển. À, anh thì hết ăn món ngon, em nội trợ tốt hả? À, em nấu ăn cũng ổn anh. Nói chung nội trợ tốt là anh phái lắm. Cô gặp nhau nói chuyện tình yêu, chuyện ăn vậy. Tớ vô chuyện tình yêu đàng hoàng chứ ăn uống gì đâu đây. Em thấy anh sao không? Có hợp với em không? Rồi tấn công liền thử coi. Dạ. Anh thấy, em thấy em thấy anh như thế nào? Yêu cầu của em là hiền. Thật thà thì em nhìn thấy ở anh đều có những điều đó. Mới gặp lần đầu tiên thì em cũng không dám đánh giá nhiều. Em với anh có thể tìm hiểu sâu hơn mới mình mới hiểu rõ nhau hơn nhiều được. Hẹn hò sao? Đứa ở Bình Dương ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Rồi ông kia không biết đường biết xá gì rồi đi chơi thì sao? Dạ có Google Maps là chị. À. Nếu mà mình tiến tới nhiều hơn em muốn sinh được mấy đứa. Theo tiêu chuẩn thì em tỷ sinh từ 1 tới 2 con thôi anh. Dạ như vậy là ok rồi. Hồi nãy bạn gái đó nó hỏi bạn trai 3 câu mới hỏi 2 câu à. Dạ câu cuối cùng em đang chuẩn bị. Câu cuối cùng em hỏi anh là anh có thích em không? Anh có thích em không? Thích chứ. Cảm xúc của anh về em thì trong lòng anh thì rất là ok rồi. Nhưng dạ. Mà về sau thì mình tìm hiểu chứ mình sẽ hiểu rõ hơn. Hỏi nếu mà anh về với em thì em nói chuyện với chó hay nói chuyện với anh? Em yêu hú vật như vậy. Về nhà em nói chuyện với ai nhiều hơn? Nói chung thì lúc mà chưa có bạn trai thì thời gian rảnh thì có thú cưng thì em lại thích nói chuyện với thú cưng. Nhưng mà nếu mà có bạn trai rồi thì mình phải dành thời gian cho bạn trai mình nhiều hơn chứ. Ủa nhà mình nuôi mấy con rồi? À nhà em chỉ có nuôi một con thôi. À, một còn con được chứ một... nhiều con chắc không nói chuyện nha. Không. Một con anh chiến đấu với nó nổi phải không? Nhiều quá anh thua phải không? Dạ đúng không, rồi. Nếu mà có anh về chắc là nó bị bỏ qua một bên rồi đó. Nghĩa là anh em ưu tiên anh nhiều hơn chó đó. Ưu tiên hơn là ok rồi. Với người vẫn chơi vui hơn chó chứ. Đột nhiên nói chó xong nó cũng kỳ kỳ sao. Cún ha. Cún này cún này chứ chó nghe nó. Tự nhiên nó căng căng cún nó kỳ quá. Rồi bây giờ bạn gái hát tặng bạn trai một bài đi. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng băng đổ Việt Nam. Ngại chi đường xa không tới, về đây nói với nhau mấy lời. Tới em đó. Em hát một đoạn thôi nha anh. Dạ. Tiến tới gần gần hát cho vui. Đứng sát đó à, sát vô. Tấn vô. Mời. Dạ. Tại em đứng gần quá anh ngùng quá anh hát không được anh. Kệ quá anh ơi. Tập từ từ quen đi. Nhìn thẳng vô mắt luôn. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu. Cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi. Mình cùng chung lối nhé em người ơi. Cảm ơn nhé. Tập này ổn à. Chúng ta sẽ tiến hành bấm nút nha. Dạ. Em thấy tim mình có rung động không? Dạ rung nãy giờ rung và hồi hộp lắm. Hồi hộp đúng không? Rồi. Tí ráng lên nha Tí. Dạ. Đây. Nếu bấm nút là chúng ta bắt đầu có nụ hôn đầu tiên đó. Được không? Dạ được ạ. Biết hung không? Chắc giờ biết. 1 2
3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Nắm tay nhau đi hai bạn. Thì có bạn trai kìa. Nói với anh trai điều gì đi, hứa với anh trai điều gì đi. Em hứa với anh là em sẽ chăm sóc và lo lắng cô ấy nhiều hơn như ngày hôm nay à. Và em xin hôn cô ấy. Em hỏi ý kiến của em gái anh xem nó có cho hôn hay không. Nếu mà cho rồi thì hai đứa cứ dắt nhau đi về. Dạ em xin cảm ơn. Thì được. Dạ dạ được anh. Ừ. Hôn chán luôn. Bạn ấy nói hùng mình chán. Không có được. Một, bản lĩnh lên. Trời ơi, cô ấy quay qua. Quay qua thì đúng rồi. Quay qua cho em hung đó. Trời quay ơi. Qua cho ông chạy quay hả? Quay qua hung chúng mồi. Ủa chúng mồi là bị gì? Cô ấy quay em, qua. Em hung thì nhó không được, phải hung lâu lâu chứ. Mần lợn nè. Chị nào nói bu thôi mới thôi nha. Từ từ. Để im, để im. Để im, để im. Nhón dữ vậy. Cao quá. Cao quá. Tao hôn cứ bình thường đi sao mà cứ cao quá em hôn. Cao thì hôn thấp xuống. Không có nhón nha. Không có nhón. Được không? Dạ, ba được cái. Giờ nhắc lại cô đó tên gì? Tên bé. Còn em tên gì? Em tên Hậu. Bé Hậu. Rồi, chúc mừng các bạn. Chào anh giới thiệu về bản thân mình giúp em nha. Họ tên, quê quán, độ tuổi, công việc của mình à. Rồi mời anh. Họ tên Nguyễn Hữu Tường, quê quán là Tiền Giang. Nguyễn Hữu Tường ha anh. Alo. À, quê quán thì ở Tiền Giang, sinh sống Nguyễn Hữu Tường đúng không anh? Đúng rồi, Nguyễn Hữu Tường. Rồi. Rồi mời anh tiếp ạ. Quê quán là hồi đó sinh học thì ở Tiền Giang, Mỹ Tho, Tiền Giang. Rồi công việc của mình, hiện tại mình đang sinh sống ở đâu? Hiện tại đang sinh sống ở thị trấn Cần Giuộc, tỉnh Long An. Rồi mình phải tự giới thiệu bản thân mình giúp tụi em á, vì giờ công việc của mình là cái gì nè? Kinh doanh tự do. Là kinh doanh về cái gì anh? Mình cụ thể giúp tụi em nha. Bất động sản, đất đai, xây nhà rồi bán nữa. Anh sinh năm mấy vậy anh Tường? 1987. Rồi điểm mạnh, điểm yếu của anh là cái gì? Anh chia sẻ giúp em đi. Anh cũng không gần cái này nữa. Sao mình phải vậy? Chủ động lên anh, tại vì anh cũng coi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò rồi đúng không? Khi mà lên trên sân khấu thì mình cũng phải chủ động nói, mình giới thiệu về bản thân mình, chứ không phải là ai cũng sẽ hỏi như em là từ từ hỏi ngắt ngắt câu như vậy được. Thì mình phải biết là điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì. Mình có thể ca hát không? Mình có thể nấu ăn không? Những công việc nhà mình có thể làm hay không? Rồi điểm yếu của mình là những cái tật xấu của mình á anh. Dạ. Mình có thể, mình chia sẻ giúp em ha. Điểm mạnh, điểm yếu của mình nha. Anh nấu ăn được không? Không, anh cũng không có nấu ăn được. Thì mình, cái sở trường của mình là cái gì thì mình chia sẻ. Anh về giờ cũng không biết nói sao vậy. Mình phải cố gắng, mình chủ động lên chứ. Khi mà lên chương trình phải, mình phải mình vậy chứ. Còn đây là vòng casting thôi, còn 2-3 vòng nữa mà anh vòng casting như vậy rồi sao đậu vô vòng trong nè. Mình phải chủ động chứ anh. Rồi tình trường của anh sao nè? Là sở trường của anh hả? Dạ. Rồi thôi, điểm mạnh điểm yếu mình không biết thì thôi để bỏ qua nha. Rồi về tình trường sao anh? Anh đã kết hôn chưa? Anh có bao nhiêu mối tình rồi? Anh ly hôn ngay 3 năm rồi. Rồi mình kể về cái cuộc ly hôn đó giùm em ha. Là ly hôn, là sống với nhau bao lâu rồi, lý do vì sao ly hôn? Kết hôn năm 2013, tới 2020 là ly hôn. 7 năm. Rồi sao ly hôn anh? Chung cũng không hợp và nhiều việc vấn đề rồi thôi thấy ấy rồi ly hôn giờ. Mình phải đỉnh điểm là cái gì thì mình mới tiến đến ly hôn được, không phải là tụi em ở đây là tụi em
soi mói hay là tụi em tò mò gì hết á, mà ai tham gia chương trình tụi em cũng phải hỏi về lý do vì sao mà anh chia tay. Dạ, cũng là nhiều về cách trong vấn đề khía cạnh về gia đình thôi à. Tự quen hồi đó cũng là không có hợp nhau, rồi cũng đến rồi thấy tính tình không hợp, nhưng mà để cố gắng lúc mà đứa con đầu tiên thì cũng ấy, nhưng mà tới sau thì sự việc nó bùng càng lúc càng nhiều. Là mình không hợp lý do là sao? Ví dụ như chị là chị với anh là hay gây nhau hay là đánh nhau hay là như thế nào? Không gây, không quánh. Vợ anh thì nó trước ít nói lắm. Ít nói lắm mà ấy này kia, mà nó tính đó, mà một khi nó ấy rồi nó cứ liền nó không nói gì, rồi thôi từ từ lạnh nhạt rồi thôi. Anh mới thấy vậy thôi, để giải thoát cho nhau cho rồi, chứ thấy cũng không còn gì gọi là tình nghĩa nữa rồi. Anh mới giải thoát cho nhau cho nó khỏe hơn. Nói chung là chiến tranh lạnh, im không ai nói với ai hết. Thì bởi vậy cũng cả năm trời rồi anh mới ấy rồi thôi. Giờ con anh là mấy đứa con rồi? 2 đứa. Con trai con gái bao nhiêu tuổi anh? Thằng trai anh học lớp 4, nhỏ con gái anh học lớp 1. Rồi là giờ con là đi theo mẹ hay là anh bắt hay như thế nào? Theo mẹ. Theo mẹ hết 2 đứa luôn. Đúng rồi. Vậy thì anh một tháng anh chu cấp cho con anh bao nhiêu? 5 triệu. 5 triệu 2 đứa. Rồi bây giờ thì ủa mà anh chiều cao anh bao nhiêu, cân nặng bao nhiêu vậy anh? Cao 1m72, nặng 85kg. 85kg là anh hơi mập đó. 72.5 đúng không? Hơi mập đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ mẫu người anh muốn là như thế nào? Ví dụ như chị đó ly hôn nuôi con giống được không? Thì cũng được, và quan trọng là con người nó thật, nó hiền lành, nó thật thà được rồi. Rồi anh miêu tả xíu về ngoại hình, về tính cách, độ tuổi, quê quán đi. Chỉ cần giỏi, ví dụ như nội trợ, tại vì anh thì rất dở về phần nội trợ, anh chỉ làm ăn kiếm tiền giỏi thôi, chứ còn chuyện nội trợ với mấy anh rất là. Với lại sắp tới anh còn mấy cái xu hướng kinh doanh, mở kinh doanh đó, nên là kiếm người đồng hành về còn quản xuyến rồi này kia. Giống như sắp tới anh định mở một cái tiệm nét lớn á. Chứ mà bây giờ anh đang cứ lưỡng lự, thấy mình sợ mình, tại vì anh kinh doanh tự do, nhiều khi anh muốn xây nhà cái là anh đi về dưới quê, tại vì dưới quê anh Tiền Giang, rồi nhiều khi anh mua đất ở tùm lum hết rồi. Nói chung là anh cần một người về nhà để quán xuyến cho anh đúng không? Quán xuyến ví dụ như là tiệm nét hay gì đó thì dệt ngó này kia, giống như anh thì mắc đi có những anh vẫn khoái là kinh doanh bất động sản hơn, còn cái nhà bây giờ bất động sản nó đang đứng, thì anh đang lúc trước anh cũng có mở cái quán cà phê mà cũng lỗ rồi, không có người quản nổi, rồi anh thấy anh mở được 7-8 tháng anh thấy anh gồng không nổi rồi anh sang anh bỏ luôn. Rồi ok, thì bây giờ về độ tuổi anh có yêu cầu gì không, có yêu cầu đẹp gì không hay là vừa thôi? Thì cũng giờ quan trọng là tính tình thôi, chứ còn đẹp thì đừng có ấy quá tương đối thôi, chứ đừng đẹp quá cũng đừng. Ví dụ như quá người ta nuôi con rồi, ví dụ như anh về quán xuyến nhà anh, ta đem theo con người ta, anh chấp nhận không? Cũng nếu mà cũng được thì có gì anh bắt con anh về cũng được, tại vì 2 đứa nhỏ con anh nó cũng thích ở với anh, mà có điều là tại vì anh không có giống như nội trợ, không có này kia, không có cơm nước, không có ấy. Rồi ví dụ như người ta cũng đang nuôi con người ta, thì người ta đem con người ta về nuôi chung với con anh đồ được hết đúng không? Được. Rồi ok. Rồi anh ca hát gì được không anh ơi? Không có ca hát. Rồi không ca hát, rồi ví dụ anh cũng coi bạn muốn hẹn hò lên chỉnh, người ta cũng hát tặng nhau, thì bây giờ anh không hát thì anh làm cái gì để tặng bạn nữ? Ví dụ bạn hát tặng anh thì anh làm cái gì để tặng lại?
Dạ anh cũng biết sao nên mấy cái môn đó văn nghệ đó anh rất là dở. Rồi thể dục thể thao thì có được không anh ơi? Anh cũng hay đi bơi với cũng lên chỉnh, ví dụ như bạn nữ kia tập mình thể hiện tập tạ rồi gì tập tạ hay là hít đất được không? chắc đó không nổi rồi. Rồi vậy thôi thì tụi em cũng ở đây, tụi em cũng đã ghi nhận hết những thông tin của anh rồi, thì anh còn có gì muốn nói với chương trình nữa không ạ? Thì cũng thông qua chương trình cũng muốn tìm một người để cùng đồng hành phát triển về mọi mặt, về Ví kinh dụ như tế là chương trình cũng hỗ trợ anh thì anh cũng phải cố gắng, ví dụ như hát một cả bài không được thì hát một hai câu, ví dụ như hả tập gì hết đất không được thì giả bộ thử sức mạnh thì ẵm cô gái hay cái gì đó, chứ mà bây giờ anh cũng không có gì hết thì tụi em biết làm sao để anh lên sân khấu đây. Rồi vậy ha anh ha, buổi kết tiên của anh đến đây kết thúc ha, có gì nữa thì Rồi em chào anh. Ở đây thì là biên tập với lại ekip của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò Han ha. Bây giờ trước mắt thì anh giới thiệu về bản thân mình, họ và tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp giùm em nha. Rồi mời anh. Anh tên là Úc, họ tên đầy đủ là Danh Úc, năm sinh 89, quê ở Bạc Liêu, hiện tại đang làm đầu bếp ở Bình Dương. Danh Úc hả anh? Đúng rồi, đúng rồi. Anh sinh năm mấy? 89. Dạ 89. Là mình đang ở Bình Dương làm đầu bếp ha anh? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Quê ở Bạc Liêu. Dạ. Là mình sống ở Bình Dương lâu chưa anh? Mình có nhà cửa gì trên đó không? Hay là mình chỉ lên làm việc thôi? À, chỉ lên làm việc thôi. Dạ. Nói chung là lên Bình Dương cũng gần 3 năm mà còn sinh sống thì ở Sài Gòn. Rồi ok. Rồi anh nói về điểm mạnh, điểm yếu của anh như thế nào anh? Chắc là nấu ăn ngon ha. Điểm mạnh thì nói chung là cũng giao tiếp tốt nè, rồi nấu ăn, rồi cũng tỉ mỉ, rồi nói chung là một người cầu tiến. Mạnh gì thể thao thì ca hát. Rồi mời anh hát một hai câu để gửi đến chương trình ha. Tại bữa nay nó hơi bị đau họng quá nên Không sao, hát một cho câu cho em thôi, đây cũng là một điểm cộng cho anh trong trong buổi casting hôm nay. chút. Em không cần hát hay, em cũng không cần hát nhiều nữa, hát một hai câu là được ạ. Bạc Liêu chắc hát 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 giọng cổ à? Không, vẫn cổ. Giọng cổ nói chung bây giờ nói chung tại vì đi đi cái làm bếp đó, nói chung bây giờ nói chung không có thời gian nhiều. Rồi, mình hát cái gì cũng được, nói chung mà mình hát đi. Vậy hả? Rồi hát đi nè. Hôm lỡ xa vào đôi mắt em. Bao gì được rồi chị. Rồi, điểm yếu của mình là gì? Nói chung là điểm yếu thì nói chung cũng hơi bị rụt rè, nói chung không có ăn nói gì khéo với mấy bạn nữ á. Trời Tại ơi, ta vì thấy nữ thì ta phải khéo chứ, thấy nữ xong rồi cái im re hoặc là nói thô lỗ quá sao ta thích được, đúng không? không có nói thô lỗ mà nói chung là cũng nói vậy thôi, mà nhiều khi mình thẳng thắn quá, nhiều khi con gái người ta cảm thấy e ngại á. Thì mình mốt mình khéo lại nha. Rồi tình trường của mình sao rồi, trải qua mấy mối tình có kết hôn lần nào chưa, như thế Chưa nào? à. Chưa. À, nói chung là từ trước tới giờ có một mối tình mà cũng lâu lắm rồi, năm cũng cách đây cũng cỡ 10 năm rồi. Trời ơi, cách đây 10 năm rồi, quen bao lâu thì sao chia tay? Quen cũng được 3 năm mấy. Tại vì lý do chia tay thì hai người không hợp nhau. Mình biết người ta có người yêu mới nên là mình tự động chia tay. À, là mình bị cắm sừng đúng không? Đúng Trời rồi, ơi, nói thẳng chị đi. nói Cười. Rồi, 10 năm nay không quen ai, không tìm hiểu ai. tại vì Kỳ vậy? chị biết sao không? Tại vì công việc của em á là công việc đầu bếp á, tối ngày mình đi nấu nướng không à, 10 giờ sáng mình đi,
rồi 10 giờ tối mình phải về, nên là tắm rửa xong là mình ngủ rồi, nên là mình đâu có thời gian đâu. Nhiều Ủa rồi bây giờ ví dụ như là ở trong đó mấy cái người mà phụ bếp hay là lễ tân này kia mình không tiếp xúc à? Nói chung là cái bếp là nó có một khu riêng, nên là một phần mình đứng bếp trưởng, nên là mình cũng ít tiếp xúc với mấy người lễ tân này kia lắm. Tại vì mình cũng tại công việc ở môi trường, tại vì mình cũng ít quen mấy người. Mình làm nhà hàng nào? Làm nhà hàng Opera ở bên Bình Dương á. Rồi bây giờ mình muốn chương trình tìm bạn gái cho mà mình không có thời gian, vậy thì thời gian nào dành cho bạn gái đâu, đi chơi hẹn hò đâu? Thì nói chung á, bây giờ quen một người nào mà nói chung hiểu công việc mình một tí. Nói chung mình cũng dành thời gian, mà nó không có dành thời gian như mấy người mà dạng đi làm công sở. Chiều nào cũng người ta 4 giờ rưỡi người ta tan ca thì người ta có dành thời gian bạn gái nó nhiều hơn. Còn ở công việc như vậy thì bạn gái nào mà nó hiểu thì một tháng mình dành thời gian như 4 ngày hoặc là 3 ngày cả bạn gái mình đi chơi. Rồi một tháng cũng được 3-4 ngày ha. Rồi giờ mẫu người của anh mong muốn như thế nào nè? Ngoại hình, tính cách, độ tuổi, quê quán, nghề nghiệp. Rồi mời anh. Nói chung là công việc thì ổn định thì ok. Còn ngoại hình thì dễ nhìn, dễ thương. Dễ nhìn như thế nào, dễ thương làm sao, cỡ ai? Ví dụ như dễ thương cỡ Miu hay là ai đó, mình có hình mẫu nhất định không? Đó, cho em cái hình mẫu đi. Nói chung mẫu á, nói chung tại vì bây giờ mình cũng từ độ tuổi này rồi, nói chung là mình không biết giờ mẫu gì giờ, nói chung là ông mới có 89 à, mà tôi tưởng ông 7 mấy luôn á. Chị cứ nói gì không à. Nói chung á, người mẫu thì nói chung mình cũng thích dáng người mà giống như kiểu Miu. Dáng người là ốm ốm như giống Miu gì. Nói chung là cái cũng vừa người thôi. Người là được rồi. Nói chung người thì cũng biết yêu thương nè, gia đình nè, chăm lo nè. Nói chung là gì, khỏi biết nấu ăn là cũng được. Khỏi biết nấu ăn là mình nấu ăn đúng không? Đúng. Ủa rồi. Mà nhà hàng mình là nhà hàng Á hả ông? Mình biết nấu Á hả ông? Á Âu Việt luôn. Á Âu Việt luôn, là biết hết luôn. Rồi bữa đó mà lên sân khấu thì là vừa chuẩn bị bài hát rồi vừa đem một món ăn Á Âu gì lên trên sân khấu để cho bạn gái thưởng thức đó nha. Trời ơi, vậy vậy phải vậy chứ nha. Rồi mình còn yêu cầu gì ở bạn nữ nữa không nè? Nói chung bạn nữ thì hiểu mình là được. Tại vì nhiều khi công việc của mình á, nhiều khi mình về khuya nữa. Nói chung là cũng có dự định là nếu mà đã quen cái bạn gái rồi chắc mình cũng sau này mình chắc cũng phải định hướng là đổi công việc khác, tại vì có thời gian để quan tâm gia đình một tí nên không có làm công việc này nữa. Là định hướng nghề nghiệp lại hả? Đúng rồi. Rồi ok. Rồi, cái buổi casting ở đây thì tụi này cũng ghi nhận hết tất cả thông tin của anh rồi ha. Thì có gì thì bên chương trình mà tìm người phù hợp hoặc là anh được lọt vào vòng 2 thì bên mình sẽ liên hệ lại với anh ha. Mình cứ chuẩn bị sẵn cho em tư thế như vậy để tham gia chương trình ha. Vui vẻ này kia ha. Dạ ok chị. Rồi, cảm ơn anh nha. Rồi, em chào.